Bây giờ mình nghe chuông, mình vào buổi thiền ha. Tiếp tục ở trong không gian của sự nhận biết, không suy nghĩ. Không so sánh. Không cố nắm bắt điều gì. Giống như mình đang nằm, được nằm trên một cái phao trong một cái hồ nước rất là dễ chịu. Mình đang nghỉ ngơi trên một cái phao trong một cái hồ nước để cho mình được thư thả thảnh thơi nghỉ ngơi ở trong cái không gian này. Cảm nhận không gian này bằng trực giác của mình. Hòa tan vào không gian này. Trở thành không gian này. Giống như mình rơi vào giấc ngủ mỗi đêm trong trạng thái nghỉ ngơi. Yên lặng. Có sự nhận biết không nỗ lực, vẫn nhận ra tiếng của chu hành dẫn thiền. Vẫn nhìn thấy bên trong mình một không gian không có gì cả. Không có ánh sáng, không gian màu đen, có sự nhận biết, không nỗ lực, hãy nghỉ ngơi trong không gian này, không tìm cầu một điều gì.
Hãy lắng nghe tiếng của thiên nhiên.
Thank you.
ghi nhận không gian mà bạn đang hiện diện. Hãy biểu cảm lòng biết ơn đối với những gì đã được chữa lành và chuyển hóa trong buổi thiền hôm nay. Và để cho mình được tắm gội ở trong cái năng lượng của lòng biết ơn này, trong tần số rung động của lòng biết ơn này. Để cho những gì đã được chữa lành và chuyển hóa hôm nay được trở thành một phần của bạn. Trong đời sống hàng ngày, trong tất cả các giao tiếp, trong công việc, trong gia đình và trong tất cả các mối quan hệ của bạn. Để cho tần số rung động của sự nhận biết này được cắm rễ và đi câu nâng cấp tần số rung của đi câu của nhân loại, mang đến sự bình yên cho những vùng đất ở Trung Đông đang cần được sự bình yên này. Bây giờ mình nghe chuông. Hãy mang ý thức của mình trở về với cơ thể. Với không gian này. Với giây phút này. Hãy cử động cơ thể, tay chân, xoay người, xoay mặt. Mang ý thức của mình trở về hoàn toàn với cơ thể, với nơi bạn đang ngồi thiền, đang nằm.
Hôm nay nghe tiếng dương cầm trong lúc thiền. Có dễ chịu không? Có vui không? Cô nghe, nghe vậy có vui. Cái nhịp điệu vui, chưa thấy vui. Các bạn nào muốn nói gì không? Chia sẻ gì không? Đời chú Bậc